Xin chào toàn thể quý vị chị đã đến với kênh YouTube của Sở Hữu Tuấn Thành. Và hôm nay Sở Hữu Tuấn Thành giới thiệu tới quý vị chị mẫu sản phẩm đồng hồ cây từ trụ vát 2m7 được sản xuất tại xưởng của chúng em. Vâng, những mẫu sản phẩm đồng hồ cây 2m7 này thì vừa được dựng lên xong tại Sở Hữu Tuấn Thành. Thì hôm nay chúng em đang xả hàng cho khách, thì trước khi giả thì chúng em cũng quay lên cho anh chị được tham khảo qua, được xem những mẫu mã tại Sở Hữu Tuấn Thành. Với mẫu 2m7 này thì em làm hai bên vách này của nó là hai bên vách hồi liền cả tấm. Đó, gỗ rất dày dặn và trọng vân rất là kỹ. Đó là về phần thân trên. Đó. Và cái phần vòm này thì chúng em làm 3 tầng, 3 lượt. Đó, anh chị có thể thấy 1 2 3, đây chính là 3 lượt vào. Đó. Và đây là phần cánh mặt tiền của nó này. Đó. Thì sản phẩm này thì nó có chiều cao tổng là 2m70, mặt rộng chân đế là 1m17 và sâu là 45. Đó, được đục chạm rất là tỉ mỉ và chi tiết. Đó. Chúng em làm là theo lô nên là sản phẩm nào cây nào nó cũng đều có kích thước giống nhau. Ở phía bên trong đây là khu vực sản xuất, xưởng này là xưởng chuyên làm về hàng hiên đá, hàng 2m7 từ trụ vát. Đó. Phía bên này thì đây chúng em có làm một sản phẩm này là hàng đặc. Vách hồi này là dày 2 phân đậu. Ván hậu này là dày 2 phân, rất dày dặn và chắc chắn. Đó, đứng lên cũng không được gì. Đó. Về phần đục chạm đây, anh chị có thấy phần đục chạm ở bên chúng em làm rất là chi tiết và sắc nét, đục rất là tỉ mỉ. Đó. Cột này thì là tất cả những cột đều vuông 8 phân, từ trên xuống dưới đều cột liền vuông 8 phân. Đó. Về phần chương này, chúng em cũng làm nó đặc biệt hơn, là chương này là làm sẽ nổi hơn. Đó, xương rất là to. Đó, vân gỗ lựa chọn rất là kỹ. Đó, vân ván hậu này. Ván hậu này, là dày 2 phân này. Đó, màu được chọn rất là kỹ này, màu đều từ trên xuống dưới. Đó. Và đây phần này, dưới này là phần bệ này. Phần bệ vách này là dày 2 phân. Đó, tất cả những cái ván hộp này là 1 phân rưỡi. Đều được đục chạm rất là tỉ mỉ và sắc nét. Đó, đưa càng gần hơn để quý vị có thể xem. Đục chạm rất là sắc nét. Thì hàng này nó đang còn ở dạng mộc. Nghĩa là hàng đang ở dạng mộc thô này. Thì khi anh chị mua bất cứ một sản phẩm nào, từ những sản phẩm đồng hồ cây hay những bộ bàn ghế, nếu anh chị được kiểm tra hàng ở dạng mộc thô như thế này thì anh chị sẽ đảm bảo được cái chất lượng hàng nó tuyệt đối nhất, được không? Hàng nó đảm bảo được chất lượng tuyệt đối nhất, chuẩn chỉ nhất, và gỗ nó được kiểm tra một cách chính xác nhất khi còn ở dạng mộc như thế này. Khi ở dạng mộc như thế này thì anh chị có thể kiểm tra được hết tất cả các lỗi, cũng như các thứ nhất là phần gỗ có lỗi không, thứ hai là phần hàng ngang nó có bị lỗi nghiêm trọng không. Đó, gỗ là không được sâu mọt mối mục rác gì. Đó, tất cả gỗ đều là gỗ lõi, gỗ thịt thì nó mới đảm bảo được độ bền, được giá trị của nó về lâu về dài. Nếu mà gỗ nó có dính rác hay dính sâu mục thì chắc hẳn là một cái sản phẩm nó sẽ không có độ bền cao. Đó, một sản phẩm độ bền nó sẽ không được cao và giá trị sử dụng của nó rất là thấp. Đó, với Sở Hữu Tuấn Thành thì chúng em luôn với một tiêu chí là đưa đến cho tất cả mọi người, những khách hàng đã đến với Sở Hữu Tuấn Thành thì hãy yên tâm về tất cả chất lượng sản phẩm, giá thành cũng như cách thức phục vụ của chúng em. Tất cả sản phẩm của Tuấn Thành đều được bảo hành. Đó. Khi mua hàng tại Sở Hữu Tuấn Thành, anh chị đều được bảo hành. Thứ nhất, thứ hai là anh chị được kiểm tra hàng thực tế, chính xác, tuyệt đối. Đó. Thứ ba là chúng em là một đơn vị sản xuất trực tiếp tại xưởng nên là về cái giá thành thì anh chị hãy yên tâm là về giá sẽ được giá ưu đãi tốt nhất, cũng như về chất lượng cũng sẽ được sử dụng những sản phẩm tốt chất lượng nhất, không phải qua trung gian hay là qua bất kỳ một cái thương lái nào. Đó. Thì địa chỉ của xưởng chúng em là tại làng nghề thôn Ô Cách. Địa chỉ của chúng em là tại Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh. Và số điện thoại để anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng em là 0966 995 686. Thì chúng em cũng có nhận đặt theo yêu cầu những cái đơn đặt hàng.
những cái mẫu độc lạ hay là những cái sản phẩm nó cần độ dày dặn chắc chắn tỉ mỉ hơn, thì anh chị có thể qua xưởng chúng em đặt trực tiếp, hoặc nếu anh chị ở xa thì có thể đặt qua online qua số điện thoại để chúng em là một đơn vị sản xuất trực tiếp đó, nên là anh chị có thể đặt bất cứ mẫu mã nào mà không hề phải lo đó. Với đội ngũ kinh nghiệm, đội ngũ thợ có kinh nghiệm lành nghề lâu năm thì chắc chắn sẽ mang đến lại những cái sản phẩm tốt nhất dành cho tất cả quý anh chị khi đến với xưởng hộ Tuấn Thành. Và chúng em là một đơn vị chuyên sản xuất về các mặt hàng đồng hồ cây đó. Vì vậy nên là những cái sản phẩm được sản xuất tại xưởng chúng em thì nó chuyên thứ nào, chuyên về một thứ đó. Nên là mẫu mã hay tất cả những chất lượng gỗ thì nó đều được đảm bảo 100%, và hàng ngang sắc nét đó, anh chị có thể thấy đấy ạ. Những cái đường cong này, đường cong rất là cong, và những cái đường chỉ vào, những cái đường chỉ, đường mối ghép này rất là đều và sắc bén, rất là bén, và những cái mép mòi nó rất là đều. Để anh chị có thể nhìn những cái phần mép mòi ở đây rất là đều sắc bén. Đó. Về phần xưởng này thì bọn chúng em làm về chuyên về gỗ hương đá Nam Phi và gỗ mun đôi công, họ hai dòng gỗ. Đó. Chúng em có cả những cái máy đục CNC. Đấy ạ, máy đục CNC đó, để đục những cái cột này. Những cái cột này thì chúng em đục đều đục là bằng CNC hết. Phách hồi liền, phách hồi liền rất dày dặn và chắc chắn. Và sản phẩm này thì chúng em có giá hoàn thiện là 26 triệu đồng bao gồm một sản phẩm vỏ hộp hương đá đã hoàn thiện, một bộ máy đồng sâm giả cơ chữ men sứ, và bộ mặt bộ điện máy điện tử Sunny Hàn Quốc, mặt tròn lồi, kính khung đồng đó. Tổng là 26 triệu đồng, 26 triệu đồng, và miễn phí vận chuyển cho các anh chị ở khu vực miền Bắc đó. Chúng em rất là ưu đãi dành cho các anh chị để anh chị có thể sử dụng được những sản phẩm tốt, để mang về cho gia đình mình những sản phẩm tốt, những sản phẩm chất lượng mà giá thành hợp lý, không bị chặt chém. Và hàng chúng tôi vừa chuyển lên xe để chở ra giả ra cho khách hàng đây. Ở rất nhiều những cây đồng hồ khác nhau. Hàng đã được vận chuyển lên xe rồi. Vâng. Rất nhiều những cây đồng hồ khác nhau. Đó, rồi. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị chị đã đón xem video này của Tuấn, và em rất mong muốn được phục vụ cũng như được mang những sản phẩm tốt tới cho tất cả quý vị chị đang yêu thích những sản phẩm đồng hồ cây. Vâng, và chúng em xin kết thúc video của mình tại đây. Và nếu anh chị có nhu cầu về những sản phẩm đồng hồ cây thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0966 995 686. Rất hân hạnh được phục vụ các anh chị, và hãy anh chị hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh, nó phải là mình nút đăng ký kênh, để ủng hộ chúng em có thể đưa được nhiều hơn nữa những sản phẩm tốt tới tay người tiêu dùng, tới tất cả những anh chị yêu thích những sản phẩm của đồng hồ cây ở trên toàn quốc, toàn Việt Nam chúng ta. Và xin cảm ơn tất cả quý anh chị, và xin hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.